Chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Con yêu quý của cha, cha muốn con biết rằng tình yêu của cha dành cho con là vô tận và mãi mãi. Dù con vấp ngã bao nhiêu lần hay lạc lối đến đâu, cha luôn ở đây chào đón con với vòng tay rộng mở. Tình yêu của cha dành cho con không dựa trên thành tích hay những gì con đạt được, mà chỉ đơn giản vì con là đứa con yêu dấu của cha. Khi những thử thách sẽ xảy ra vào tháng 7 này sẽ có thể đè nặng lên con, hãy nhớ rằng con không hề cô đơn. Cha luôn bên cạnh, sẵn sàng cung cấp sức mạnh, an ủi và dẫn dắt con. Cha có thể mở đường cho con ngay cả khi dường như không có lối thoát nào phía trước. Hãy tin tưởng vào quyền năng của cha để biến đổi hoàn cảnh của con và dẫn dắt con đến nơi bình yên và thịnh vượng. Khi con tụ họp cùng những tín hữu khác trong sự giao lưu thiêng liêng, sự hiện diện của cha sẽ được thể hiện rõ ràng giữa các con. Trong những khoảnh khắc thiêng liêng này, con sẽ trải nghiệm tình yêu và ân điển của cha theo cách sâu sắc. Phép màu sẽ xảy ra, trí tuệ sẽ được trao ban và những lời cầu nguyện sẽ được đáp ứng. Những buổi tụ họp này rất quan trọng cho sự trưởng thành và phát triển của đức tin con, vì vậy hãy ưu tiên chúng trong cuộc sống của con. Hãy nhớ câu chuyện của David, người đã đối mặt với gã khổng lồ Goliath chỉ với một cái ná và vài viên đá. Dù đối diện với những khó khăn chồng chất, David đã tin tưởng vào quyền năng của cha để cứu thoát anh khỏi kẻ thù. Cũng như vậy, khi con đối mặt với những gã khổng lồ trong cuộc sống, dù là khó khăn tài chính, vấn đề sức khỏe hay xung đột quan hệ, hãy biết rằng cha luôn ở bên con và sẽ mang đến chiến thắng cho con. Khi con tiếp tục trưởng thành trong đức tin, hãy nhận thức rằng kẻ thù sẽ cố gắng cản trở tiến trình của con và giữ con khỏi việc hoàn thành sứ mệnh mà cha đã định sẵn cho con. Con sẽ gặp những thử thách và khó khăn được thiết kế để làm con vấp ngã. Nhưng đừng sợ hãi vì cha đã vượt qua thế gian và quyền năng của cha lớn hơn bất kỳ mưu đồ nào của kẻ thù. Trong những khoảnh khắc thử thách này, có thể con sẽ bị cám dỗ để quay lại hoặc từ bỏ hành trình đức tin của mình. Nhưng cha khuyến khích con hãy tiếp tục tiến lên ngay cả khi con đường phía trước có vẻ khó khăn hoặc không chắc chắn. Giống như tông đồ Phao-lô đã chịu đựng khó khăn và hy sinh vì phúc âm, con cũng có thể được gọi để từ bỏ một số điều nhằm theo cha một cách trọn vẹn hơn. Hãy tin rằng cha sẽ ban cho con ân điển và sức mạnh cần thiết để kiên trì. Con yêu, cha có một kế hoạch lớn và mục đích tuyệt vời cho cuộc đời con. Cha mong muốn đưa con đến những nơi mà con chưa từng đến và cho con thấy những điều không thể tưởng tượng được. Cha muốn thấy con phát triển và thành công, sống một cuộc đời phong phú mà cha đã định sẵn cho con. Vì vậy, hãy nắm chặt lấy cha và đừng buông tay. Hãy để tình yêu của cha là cái neo cho tâm hồn con, giữ con vững vàng giữa những cơn bão của cuộc đời. Khi con cảm thấy yếu đuối, cha sẽ là sức mạnh của con. Khi con bối rối, cha sẽ là trí tuệ của con. Khi con sợ hãi, cha sẽ là dũng khí của con. Và khi con cô đơn, cha sẽ là người bạn đồng hành luôn hiện diện của con. Tình yêu của cha dành cho con rất mãnh liệt và không bao giờ lay chuyển. Không có gì có thể tách rời con khỏi nó. Hãy được khích lệ hôm nay, biết rằng con được yêu thương hơn cả những gì có thể đo lường. Con là đứa con yêu dấu của cha và cha luôn vui mừng vì con.
dù con gặp phải thử thách gì hay vấp ngã bao nhiêu lần, cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Tình yêu của cha dành cho con không thay đổi và mãi mãi. Hãy nghỉ ngơi trong tình yêu của cha hôm nay và để nó lấp đầy con với sự bình yên và niềm vui. Hãy cho phép tinh thần của cha làm việc mạnh mẽ trong cuộc sống của con, biến đổi con từ bên trong ra ngoài. Khi con bước đi gần cha, hãy tin rằng cha sẽ dẫn dắt từng bước của con và dẫn con vào tương lai vinh quang mà cha đã chuẩn bị cho con. Con yêu, cha muốn con biết rằng những thành công và đột phá mà con thấy trong cuộc sống của người khác là một cái nhìn thoáng qua về những gì cha mong muốn làm trong cuộc sống của con. Giống như một người nông dân vui mừng khi thấy mùa màng bội thu trên cánh đồng của người hàng xóm, biết rằng đất đai của mình cũng có tiềm năng như vậy. Trái tim con cũng nên tràn đầy hy vọng và mong đợi khi con chứng kiến người khác thịnh vượng trong cuộc hành trình với cha. Những mùa màng con thấy là bằng chứng về sự trung thành của cha và khả năng của cha để biến đổi cuộc sống. Khi con thấy một anh chị em tràn đầy niềm vui, bình an và mục đích, hãy để nó nhắc nhở con rằng cha không thiên vị ai. Những gì cha làm cho một người, cha sẵn sàng và có thể làm cho tất cả những ai tìm kiếm cha hết lòng. Khi con bước qua cuộc sống, hãy tìm kiếm và nuôi dưỡng mối quan hệ với những người lãnh đạo và những người hướng dẫn, những người thể hiện sự thành công và đột phá này. Giống như Moses đã truyền đạt cho Joshua và Elijah đã đầu tư vào Elisha, những người này có trí tuệ và kinh nghiệm quý giá để chia sẻ. Sự hướng dẫn và truyền đạt của họ có thể giúp soi sáng con đường của con và thúc đẩy sự phát triển của con. Nhận ra rằng những thành tựu của họ không chỉ là kết quả của sự nỗ lực của con người mà còn là sự phản ánh ân điển và quyền năng của cha đang hoạt động trong họ. Khi con đến gần họ, con sẽ thấy đức tin và đam mê của họ là những thứ dễ lây lan. Hãy để tấm gương của họ truyền cảm hứng và thách thức con để đào sâu hơn trong mối quan hệ của con với cha. Trong những mùa bùng nổ tinh thần lớn hoặc đột phá, con có thể gặp phải những dấu hiệu và kỳ quan vượt ngoài sự giải thích tự nhiên. Giống như hội thánh đầu tiên đã trải nghiệm những ngọn lửa lưỡi, sự chữa lành siêu nhiên và những điều kỳ diệu khác, con cũng có thể chứng kiến những biểu hiện phi thường của sự hiện diện của cha. Mặc dù những sự kiện này ban đầu có thể gây ngạc nhiên hoặc thậm chí gây bối rối, hãy biết rằng chúng thường là sự xác nhận từ thiên đàng về ý nghĩa của những gì đang diễn ra trong lĩnh vực tâm linh. Giống như việc chia đôi biển đỏ đã khẳng định lãnh đạo của Moses và thực tế của sự cứu rỗi của cha, những kỳ quan hiện đại có thể xác nhận tính xác thực của sự di chuyển của tinh thần của cha. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng các dấu hiệu và kỳ quan, dù hấp dẫn, không phải là mục tiêu cuối cùng. Chúng nhằm chỉ dẫn mọi người đến với cha và lòng tốt của cha. Đừng tập trung vào hoặc bị phân tâm bởi chính những biểu hiện đó. Thay vào đó, hãy để chúng củng cố đức tin của con và làm sâu sắc thêm lòng khao khát của con đối với cha. Khi con đi qua những mùa phi thường này, hãy giữ vững trong lời cha và duy trì tư thế khiêm tốn và tôn kính. Nhận ra rằng đường lối của cha cao hơn đường lối của con và tư tưởng của cha cao hơn tư tưởng của con. Hãy tin rằng ngay cả khi điều gì đó có vẻ lạ lẫm hoặc vượt quá sự hiểu biết của con, cha vẫn kiểm soát và đang làm việc mọi thứ lại vì lợi ích của con và cho vinh quang của cha. Trong giữa sự phấn khích và sôi động, đừng quên những kỷ luật nền tảng của việc cầu nguyện, học kinh thánh và giao lưu. Những thực hành này sẽ giữ con vững vàng và đảm bảo rằng con đang trưởng thành không chỉ trong trải nghiệm mà còn trong tính cách và sự trưởng thành. Trên hết, hãy nhớ rằng kỳ quan lớn nhất chính là sự biến đổi diễn ra trong một cuộc đời dâng hiến cho cha. Sự mềm mại của một trái tim cứng cỏi, sự phục hồi của một mối quan hệ đổ vỡ, sự phá vỡ của một cơn nghiện, đó là những phép màu mang lại tác động vĩnh cửu. Khi con nhìn chăm chú vào cha và theo đuổi sự hiện diện của cha, hãy tin rằng cha sẽ làm việc trong và qua con theo những cách chưa từng có.
hãy mong đợi thấy quyền năng của Cha không chỉ trong những khoảnh khắc phi thường mà còn trong những khoảnh khắc hàng ngày của cuộc sống. Dù là một sự chữa lành ngoạn mục hay một lời thì thầm nhẹ nhàng của giọng nói của Cha, hãy biết rằng Cha luôn ở đây với con. Con yêu quý, Cha luôn làm việc không ngừng nghỉ để hình thành con thành người mà Cha đã tạo nên. Vì vậy, hãy can đảm lên con yêu. Khi con đồng điệu với mục đích của Cha và đầu hàng trước sự dẫn dắt của Cha, con sẽ trải nghiệm được sự trọn vẹn của cuộc sống mà Cha đã dành cho con. Hãy tiếp tục tiến lên, tiếp tục tin tưởng và mong đợi những điều tuyệt vời. Cha là đấng trung thành và Cha sẽ hoàn thành công việc tốt đẹp mà Cha đã bắt đầu trong con. Con yêu quý của Cha, Cha muốn con biết rằng những thử thách và khó khăn mà con phải đối mặt không phải là vô nghĩa. Chúng là một phần quan trọng của hành trình mà Cha đã định sẵn cho con. Giống như một viên kim cương được hình thành dưới áp lực cực độ, Cha đang dùng những thử thách này để hình thành và nhào nặn con thành người mà Cha đã thiết kế. Con đang trên con đường biến đổi. Những khó khăn mà con gặp phải không phải là dấu hiệu của sự vắng mặt hay không hài lòng của Cha mà là bằng chứng của sự hiện diện tích cực của Cha trong cuộc sống của con. Cha là người làm vườn, tỉa bớt những cành cũ và không sinh trái để con có thể phát triển mạnh mẽ hơn và đơm hoa kết trái nhiều hơn. Điều tự nhiên là cảm thấy nản lòng hoặc bối rối trong những mùa tỉa bớt này. Con có thể thắc mắc tại sao Cha lại cho phép những nỗi đau và khó khăn, nhưng giống như hạt giống phải được chôn vùi trong lòng đất lạnh tối trước khi nó có thể nảy mầm và phát triển. Con cũng phải chịu đựng một thời gian tối tăm trước khi con có thể trải nghiệm sự trọn vẹn của cuộc sống mà Cha đã dành cho con. Quá trình này đòi hỏi sự từ bỏ những cách cũ của con, những thói quen, tư duy và hành vi đã từng kìm hãm con phải được từ bỏ. Điều này có thể không thoải mái, thậm chí đau đớn đôi lúc, nhưng nó là cần thiết cho sự phát triển và đổi mới của con. Hãy nghĩ về một con sâu bướm bước vào kén của nó. Quá trình biến đổi mà nó trải qua không hề dễ dàng hay nhanh chóng. Nó phải hoàn toàn tan chảy trước khi có thể hình thành lại thành một con bướm. Nhưng khi nó xuất hiện, nó là một tạo vật mới, sẵn sàng bay cao. Điều này cũng đúng với con. Khi con để kiếp cũ của mình chết đi, Cha đang làm việc để mang đến một điều gì đó mới mẻ và đẹp đẽ trong con. Con đang trở nên giống Cha hơn, phản ánh hình ảnh của Cha một cách rõ ràng hơn. Vì vậy, đừng tuyệt vọng khi con đối mặt với thử thách và khó khăn. Đây là những cơ hội để con làm sâu sắc thêm niềm tin vào Cha và trưởng thành trong sự khôn ngoan và hiểu biết. Cha luôn ở bên con trong ngọn lửa, tinh luyện con như vàng. Con không cô đơn trong quá trình này. Cha ở đây để hướng dẫn và hỗ trợ con từng bước một. Tình yêu của Cha dành cho con là không đổi và vô điều kiện. Cha thấy tiềm năng của con và cam kết giúp con hoàn thành mục đích độc nhất vô nhị của mình. Khi con điều hướng hành trình biến đổi này, hãy nhớ luôn kết nối với Cha. Hãy dành thời gian trong sự hiện diện của Cha, đọc lời Cha và lắng nghe tiếng Cha. Hãy bao quanh mình với những người sẽ khích lệ và hỗ trợ con. Và khi con cảm thấy quá tải hoặc nản lòng, hãy nhớ đến những lời hứa của Cha. Cha đang làm mọi việc cùng nhau vì lợi ích của con. Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi hay từ bỏ con. Kế hoạch của Cha dành cho con là những kế hoạch để thịnh vượng và mang lại hy vọng cho con. Hãy tiếp tục tiến lên ngay cả khi con đường khó khăn. Hãy tiếp tục nói vâng với công việc của Cha trong cuộc sống của con ngay cả khi nó không thoải mái. Hãy tiếp tục tin tưởng vào tình yêu và lòng tốt của Cha ngay cả khi con không thể nhìn thấy kết quả. Khi con làm như vậy, con sẽ bắt đầu thấy được vẻ đẹp và mục đích trong những thử thách của mình. Con sẽ xuất hiện mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn và sống động hơn. Và con sẽ trở thành ánh sáng cho người khác, chỉ cho họ con đường đến hy vọng và sự chữa lành. Cha rất tự hào về con yêu, con dũng cảm, kiên cường và đầy tiềm năng.
cha rất háo hức để thấy những điều tuyệt vời mà cha sẽ làm qua con khi con tiếp tục đầu hàng trước công việc biến đổi của cha trong cuộc sống của con. Tình yêu của cha dành cho con không có giới hạn. Hãy tin tưởng vào cha, dựa vào cha và để cha dẫn dắt con tiến tới cuộc sống phong phú mà cha đã dành cho con. Con yêu quý nhất của cha, khi con bước đi trên con đường trưởng thành và biến đổi mà cha đã vạch ra cho con, hãy biết rằng thử thách có thể đến từ những nơi không ngờ tới. Một số người gần gũi nhất với con có thể không hiểu hoặc ủng hộ những thay đổi mà con đang thực hiện khi con đến gần cha hơn. Họ có thể cảm thấy bị đe dọa hoặc bối rối bởi sự cam kết và tận tụy mới của con. Nhưng đừng để những nghi ngờ hay chỉ trích của họ làm chệch hướng con khỏi con đường của mình. Hãy nhớ rằng cha là nguồn sức mạnh và sự dẫn dắt tối thượng của con. Khi con đối mặt với sự phản đối, hãy dựa vào ân điển của cha để duy trì và bảo vệ con. Hãy để tình yêu của cha là chiếc khiên chống lại bất kỳ lời nói hoặc hành động gây tổn thương nào. Trong những khoảnh khắc con cảm thấy nản lòng, hãy tìm đến những câu chuyện của những người đã đi trên con đường tương tự trước con. Trong suốt lịch sử, nhiều tín hữu của cha đã phải đối mặt với nghịch cảnh và sự tấn công lớn khi họ theo đuổi lời kêu gọi của cha trong cuộc sống của họ. Nhưng nhờ niềm tin và sự kiên trì, họ đã vượt qua và biến đổi. Hãy suy ngẫm về câu chuyện của Joseph, người bị chính anh em mình phản bội và bán làm nô lệ. Dù chịu đựng sự bất công, anh vẫn trung thành với cha và tin tưởng vào kế hoạch của cha dành cho cuộc đời mình. Và theo thời gian, cha đã nâng anh lên một vị trí có quyền lực và ảnh hưởng lớn, sử dụng anh để cứu vô số mạng sống trong thời kỳ nạn đói khắc nghiệt. Khi con cảm thấy yếu đuối hoặc cô đơn, hãy nhớ rằng con là một phần của dòng dõi dài những người tin đã vượt qua những trở ngại đáng kinh ngạc với sự giúp đỡ của cha. Hãy bao quanh mình với những người lãnh đạo khôn ngoan, những người sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện biến đổi của riêng họ. Lắng nghe những lời chứng của họ về cách cha đã đưa họ vượt qua những thử thách và tấn công, và cách đức tin của họ được củng cố trong quá trình này. Hãy để những lời của họ nhắc nhở con rằng chiến thắng luôn có thể khi con tin tưởng vào cha. Cha thấy những thử thách con đang đối mặt, cả từ bên trong và bên ngoài. Cha hiểu những nghi ngờ và sợ hãi có thể len lỏi vào đôi lúc, nhưng cha cũng thấy tiềm năng tuyệt vời mà cha đã đặt trong con và kế hoạch cha có để thịnh vượng và ban phước cho con. Vì vậy, đừng sợ hãi hay nản lòng khi sự phản đối đến. Hãy nhớ rằng, chính trong lò lửa nghịch cảnh mà sự trưởng thành và biến đổi lớn nhất diễn ra. Hãy giữ vững ánh mắt của con vào cha và để tình yêu và ân điển của cha là cái neo của con. Hãy bao quanh mình với những giọng nói khích lệ sẽ thúc đẩy con tiến tới sự trưởng thành. Và quan trọng nhất, hãy dành thời gian trong sự hiện diện của cha mỗi ngày, để lời cha làm mới tâm trí con và củng cố tinh thần của con. Khi con làm những điều này, con sẽ tìm thấy lòng can đảm và kiên cường để vượt qua bất kỳ trở ngại nào đứng trước mặt con. Con sẽ xuất hiện từ mỗi thử thách mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn và được cắm rễ sâu hơn trong cha. Và con sẽ trở thành một lời chứng sống động của quyền năng biến đổi của cha, truyền cảm hứng cho người khác tìm kiếm cha và tin tưởng vào lòng tốt của cha. Hãy vững lòng, con yêu, và đừng mất hy vọng. Con đường có thể không luôn dễ dàng, nhưng nó dẫn đến một tương lai đầy mục đích, niềm vui và cuộc sống phong phú. Con yêu quý, cha yêu con bằng một tình yêu vĩnh cửu và không có gì có thể tách rời con khỏi sự hiện diện của cha. Hãy tiến bước với sự tự tin và niềm tin, biết rằng cha đang làm mọi thứ tốt đẹp cho con. Một ngày nào đó, khi nhìn lại hành trình này, con sẽ thấy mỗi thử thách và sự phản đối chỉ là một bước đệm đưa con đến gần cha hơn và đến tương lai huy hoàng mà cha đã chuẩn bị cho con. Con yêu quý, khi con thức dậy mỗi buổi sáng, hãy dành một chút thời gian để cảm nhận sự hiện diện của cha và để tình yêu của cha tràn ngập trái tim con trước khi những phân tâm của ngày mới kéo đến.
Đừng sợ hãi khi đối mặt với thử thách vì Cha luôn ở bên con. Nhiều lo lắng hiện tại của con sẽ được giải quyết sớm hơn con nghĩ. Hãy tin rằng vào đúng thời điểm, câu trả lời và giải pháp con cần sẽ đến. Cha đang chuẩn bị con đường phía trước cho con, cuộc sống của con an toàn trong tay Cha. Tất cả những phước lành mà con đã cầu nguyện trong thời gian khó khăn, Cha sẽ mang đến cho con. Cha đang làm lớn mạnh đức tin của con và đưa con vào một mùa mới đầy sự thay đổi tích cực và sự biến đổi. Đừng bận tâm đến sự phán xét và chỉ trích của người khác, vì ý kiến của Cha về con là điều duy nhất quan trọng. Cha thấy được sự tốt đẹp của con, những ý định trong sáng và trái tim chân thành của con. Khi con đối mặt với sự không tán thành, hãy tìm nơi ẩn náu trong tình yêu vô điều kiện của Cha. Cha đã ở bên con qua mọi thử thách, thất bại và chiến thắng. Bây giờ là lúc tiến lên, bỏ lại những khó khăn đã qua và bước vào một chương mới của thành công và đổi mới mà Cha đã hoạch định cho con. Hãy để Cha dẫn dắt con trên con đường mới đầy những phước lành phong phú và sự khôn ngoan sâu sắc. Hãy an tâm biết rằng Cha có một kế hoạch tốt đẹp cho cuộc sống của con. Những thay đổi có thể ban đầu sẽ gây sợ hãi, nhưng Cha sẽ luôn ở bên con, cung cấp sức mạnh, sự hướng dẫn và sự trấn an vui vẻ mỗi buổi sáng. Bất cứ khi nào nghi ngờ xuất hiện, hãy quay về với Cha và tìm thấy lòng can đảm trong lời Cha để đối mặt với những điều chưa biết với niềm tin. Hãy tiếp tục cố gắng, tin tưởng rằng khi con nỗ lực và tin tưởng hết lòng, mọi điều Cha đã dành sẵn cho con sẽ trở thành hiện thực. Tội lỗi của con đã được tha thứ và con đứng trong sạch trước Cha vì sự hy sinh và phục sinh của Cha. Đừng bao giờ nghi ngờ về sự xứng đáng của con. Cha đã hiến dâng cuộc đời mình để con có thể được cứu chuộc và có một mối quan hệ không thể lay chuyển với Cha. Tất cả những gì Cha đã hứa, Cha hoàn toàn có khả năng thực hiện. Quyền năng và tình yêu của Cha đã biến con thành người chiến thắng. Không có kẻ thù, khó khăn, vấn đề hay chướng ngại nào có thể lấy đi những gì Cha đang ban cho con. Cha đã ấn định con là của Cha mãi mãi, không gì có thể tách con ra khỏi bàn tay bảo vệ của Cha. Hãy tin tưởng sự thật này sâu trong tâm hồn con hôm nay khi Cha lau khô những giọt nước mắt của con, xoa dịu lo lắng của con và ban cho con sức mạnh siêu nhiên cho cuộc sống mới phía trước. Những kẻ chống lại con sẽ phải đối đầu với Cha. Dù hiện tại có nhiều vấn đề bao quanh con, Cha sẽ giải thoát con và làm cho đối thủ của con kinh ngạc. Sớm thôi, con sẽ nhìn quanh và thấy rằng kẻ thù của con đã tàn mát, không thể đánh bại con. Cha đang chiến đấu vì con. Với Cha, không có gì là không thể. Vì vậy hãy tin tưởng và hành động. Cha đã tăng cường đức tin của con, trao cho con sức mạnh để vượt qua mọi lực lượng đối lập. Con có lòng can đảm mới mẻ thay vì sợ hãi và lo lắng. Hãy cầm gươm lên và tiếp tục tiến bước, mong đợi những phước lành mà Cha đã chuẩn bị cho con trong vùng đất Cha đang đưa con đến. Cha sẽ ban cho con sự khôn ngoan cho mọi tình huống con gặp phải. Thần khí của Cha đã sức dầu cho con để mang lại sự chữa lành và hy vọng cho người khác. Ơn huệ của Cha cũng sẽ hiện diện trên gia đình con, thiết lập hòa bình và sự thống nhất trong nhà con. Hãy mong đợi một sự thay đổi rất sớm khi sự hiện diện của Cha thấm nhuần trong ngôi nhà của con và vĩnh viễn xua tan mọi tiêu cực và hỗn loạn. Hãy theo đuổi Cha một cách trọn vẹn và con sẽ tìm thấy sự an ủi trong những lời hứa của Cha. Đặt đức tin của con vào Cha mà thôi. Cha là Chúa của con, nền tảng không thể lay chuyển của con, sức khỏe của con, sức mạnh của con, sự giải thoát của con. Bám chặt vào Cha, con sẽ không bao giờ ngã. Hãy mạnh mẽ tuyên bố lòng tin vào Cha và bám chặt vào đức tin của con, biết rằng con quý giá như thế nào đối với Cha. Cha luôn ở bên con, quá khứ, hiện tại và tương lai. Khi một năm kết thúc và một năm mới bắt đầu, con sẽ cá nhân trải nghiệm những phép lạ đáng kinh ngạc mà Cha đã chuẩn bị cho con. Hãy tìm kiếm Cha một cách nhiệt thành,
yêu Cha với toàn bộ con người của con, tuân theo những lời dạy của Cha một cách trung thành và con sẽ bước vào một thời gian của những bất ngờ thú vị, niềm vui và sự hồi sinh. Nỗi buồn sẽ nhanh chóng phai nhạt khi niềm vui to lớn tràn ngập, xua tan những đêm tối tuyệt vọng, những buổi sáng chán nản và những ngày mệt mỏi khi con tự hỏi liệu nỗi đau có bao giờ kết thúc. Cha đang ở đây để an ủi con và ôm con trong vòng tay của Cha, để cuối cùng con có thể nghỉ ngơi, được bao bọc bởi sự yên tĩnh và tình yêu mà con mong mỏi. Hãy chú ý vì cam kết của Cha trong việc giúp đỡ con cũng bao gồm việc làm mạnh mẽ con để giải thoát những gánh nặng cản trở con. Hãy bước ra khỏi những gắn kết không lành mạnh và can đảm đưa ra những quyết định khó khăn nhưng cần thiết sẽ đưa con vào một năm thịnh vượng và thành công. Với Cha bên cạnh, việc rời bỏ quá khứ sẽ dễ dàng hơn con tưởng tượng. Hãy đứng lên sẵn sàng cho một mùa của sự thay đổi và phước lành. Con sẽ được biến đổi từ bên trong ra ngoài bằng cách dành trọn vẹn cho Cha. Con đã bước vào một cuộc sống mới được đánh dấu bằng sự bình yên và ơn huệ thần thánh. Hãy kiên định và sáng suốt vì cám dỗ sẽ đến dưới hình thức cơ hội và những người ghen tị với phước lành mà Cha ban cho con có thể cố gắng lấy đi. Nhưng khi con ưu tiên cầu nguyện và đắm mình trong lời Cha, Cha sẽ lấp đầy con bằng sự thông minh và khả năng đưa ra những quyết định quan trọng một cách dễ dàng. Cha sẽ luôn ở bên con suốt cả năm dài, trong khi chỉ có ân điển của Cha mới làm cho sự biến đổi của con trở nên khả thi. Con đóng vai trò tích cực bằng cách chọn ôm lấy sự thay đổi và quyết tâm làm sâu sắc thêm đức tin của mình. Hãy thực hiện những bước đi cố ý, tận tâm để hợp tác với công việc Cha đang làm trong cuộc sống của con. Khi con trung thành tiếp tục đầu hàng trước quá trình biến đổi của Cha, từ bỏ sự ích kỷ và phát triển tâm linh, khả năng tác động tích cực đến người khác của con sẽ mở rộng. Mỗi chu kỳ trưởng thành sẽ tạo ra một khả năng lớn hơn để tác động đến cuộc sống khi con ngày càng phản ánh bản chất và mục đích thực sự của mình. Con yêu quý, Cha muốn con biết rằng khi Cha giao cho con một nhiệm vụ hoặc một lời gọi, Cha sẽ luôn cung cấp cho con sức mạnh và nguồn lực cần thiết để hoàn thành nó, ngay cả khi con không cảm thấy sẵn sàng hoặc có khả năng. Hãy tin rằng Cha đã trang bị cho con mọi thứ con cần. Điều quan trọng không phải là sự hoàn hảo hay cảm giác hoàn toàn sẵn sàng, mà là sự vâng lời và sẵn lòng bước đi trong đức tin. Khi con tiến lên, sức mạnh của Cha sẽ lấp đầy mọi khoảng trống và đưa con vượt qua những điểm yếu của mình. Mong muốn sự biến đổi và cầu nguyện cho câu trả lời là điều tự nhiên, nhưng hãy nhớ rằng Cha làm việc theo thời gian của riêng Cha. Khi con chờ đợi những lời cầu nguyện của mình được trả lời đầy đủ, Cha sẽ gửi đến con những dấu hiệu và sự xác nhận nhỏ dọc theo con đường. Chúng có thể đến dưới hình thức những sự trùng hợp có ý nghĩa, những lời khích lệ đúng lúc hoặc những lời nhắc nhở tinh tế rằng Cha đang ở bên con. Hãy chú ý đến những dấu hiệu thiêng liêng này vì chúng là bằng chứng cho thấy những lời cầu nguyện của con đã được nghe thấy và đang được làm việc sau hậu trường. Cha biết rằng chờ đợi có thể khó khăn, đặc biệt là khi con khao khát sự thay đổi và sự trưởng thành. Nhưng hãy tin rằng Cha luôn làm việc ngay cả khi con không thể nhìn thấy. Mỗi bước trong hành trình của con đều quan trọng và mỗi mùa đều có mục đích của nó. Khi con tiếp tục tìm kiếm Cha và đi theo sự dẫn dắt của Cha, con sẽ trải nghiệm một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa và tình yêu, với tình yêu vô bờ. Cha sẽ dẫn dắt con đến những câu trả lời và sự biến đổi mà con mong đợi. Đừng nản lòng nếu quá trình này kéo dài hơn con mong đợi hoặc nếu mọi việc không diễn ra như con tưởng tượng. Cha thấy toàn cảnh và biết điều gì là tốt nhất cho con. Hãy tiếp tục giữ vững niềm tin, ngay cả khi những nghi ngờ hay sự thất vọng xuất hiện. Cha sẽ không bao giờ rời bỏ hay bỏ rơi con. Khi con điều hướng hành trình trưởng thành và vâng lời, hãy nhớ dựa vào Cha để có sức mạnh và sự khôn ngoan. Cha là sự giúp đỡ luôn hiện diện trong những lúc khó khăn và Cha sẽ luôn mở ra con đường phía trước cho con. Khi con cảm thấy yếu đuối hay thiếu thốn, đó là lúc quyền năng của Cha có thể tỏa sáng nhất qua con.
Đừng sợ thừa nhận những nhu cầu và điểm yếu của con với cha. Cha yêu con vô điều kiện và cha ở đây để hỗ trợ con từng bước. Trong những khoảnh khắc con bị cám dỗ muốn từ bỏ hay bỏ cuộc, hãy nhớ rằng cha ở bên con và cha ủng hộ con. Cha sẽ ban cho con ân điển và sức mạnh để tiếp tục, ngay cả khi mọi thứ trở nên khó khăn. Mọi hành động vâng lời, dù nhỏ bé đến đâu, đều quý giá đối với cha. Cha thấy được trái tim và biết những mong muốn của con. Hãy tin tưởng rằng cha đang làm mọi thứ cùng nhau vì lợi ích của con và vì vinh quang của cha. Cha đã đặt những nhiệm vụ và lời gọi trên cuộc đời con vì một lý do. Chúng là một phần của mục đích và định mệnh độc đáo của con. Hãy đón nhận chúng với niềm vui và mong đợi, biết rằng cha sẽ trang bị và trao quyền cho con để hoàn thành chúng. Đừng so sánh bản thân với người khác hay lo lắng về việc liệu con có đang đạt tiêu chuẩn hay không. Hãy tập trung vào việc trung thành với những gì cha đã ban cho con và tin tưởng cha sẽ lo phần còn lại. Khi những nghi ngờ hoặc nỗi sợ xuất hiện, hãy mang chúng đến cha trong lời cầu nguyện. Cha luôn sẵn sàng lắng nghe và an ủi con bằng sự hiện diện của cha. Hãy để sự bình an của cha bảo vệ trái tim và tâm trí con khi con tin tưởng vào cha. Cha sẽ ban cho con sự khôn ngoan và sự phân định cần thiết cho mỗi bước trong hành trình. Hãy nhớ rằng sự biến đổi là một quá trình và thường xảy ra dần dần theo thời gian. Đừng nản lòng nếu con không thấy kết quả tức thì hoặc nếu con vấp ngã trên đường. Cha quan tâm đến trái tim của con và sự sẵn lòng của con để tiếp tục tìm kiếm cha hơn là sự hoàn hảo của con. Cha sẽ tiếp tục nhào nặn và hình thành con khi con đầu hàng trước sự dẫn dắt của cha. Hãy tiếp tục giữ vững niềm hy vọng ngay cả trong những thách thức hay trở ngại. Cha là Chúa của sự cứu chuộc và phục hồi, và cha có thể mang lại vẻ đẹp từ ngay cả những hoàn cảnh khó khăn nhất. Hãy tin rằng câu chuyện của con chưa kết thúc và những ngày tốt đẹp nhất của con vẫn ở phía trước. Cha biết những mong muốn trong trái tim con và những ước mơ con mang bên trong. Khi con tiếp tục bước đi trong sự vâng lời và tin tưởng, cha sẽ đưa những mong muốn đó thành hiện thực trong thời gian hoàn hảo của cha. Đừng chấp nhận ít hơn những gì cha đã dành cho con. Hãy tiếp tục tiến lên với niềm tin. Biết rằng cha có thể làm vượt quá tất cả những gì con cầu xin hoặc nghĩ đến. Sự vâng lời và trung thành của con rất quan trọng với cha. Mỗi bước con tiến về phía cha đều quý giá trong mắt cha. Cha rất tự hào về con. Hãy tiếp tục tìm kiếm cha bằng cả trái tim và tin tưởng rằng cha sẽ dẫn dắt con từng bước. Con là đứa con yêu quý của cha và cha có một kế hoạch tốt đẹp cho cuộc sống của con. Hãy đón nhận những nhiệm vụ và lời gọi cha ban cho con với niềm vui và mong đợi, biết rằng cha sẽ cung cấp mọi thứ con cần để hoàn thành chúng. Và đừng quên tìm kiếm những dấu hiệu xác nhận và khích lệ trên đường đi. Đó là cách cha cho con biết rằng cha đang ở bên con và rằng những lời cầu nguyện của con đang được đáp lại. Hãy tiếp tục giữ vững niềm tin, con yêu của cha. Cha sẽ không bao giờ rời bỏ hay bỏ rơi con. Cha sẽ củng cố, giúp đỡ và nâng đỡ con bằng bàn tay công chính của cha. Hãy tin tưởng vào cha bằng cả trái tim và đừng dựa vào sự hiểu biết của riêng con. Cha sẽ hướng dẫn con đường đi của con và dẫn con vào tương lai tươi đẹp mà cha đã lên kế hoạch cho con. Hãy nhớ rằng tình yêu của cha dành cho con là vô điều kiện và bất tận. Dù con đối mặt với bất kỳ điều gì hay bao nhiêu lần con vấp ngã, tình yêu của cha dành cho con không bao giờ thay đổi. Cha luôn ở đây để nâng con dậy, phủi sạch bụi bẩn và giúp con tiếp tục tiến bước. Đừng để nỗi sợ hãi hay nghi ngờ cản trở con khỏi những kế hoạch tuyệt vời mà cha đã dành cho con. Cha biết rằng hành trình vâng lời và biến đổi có thể đầy thách thức. Sẽ có những lúc con muốn bỏ cuộc hoặc tự hỏi liệu con có đang tạo ra sự khác biệt hay không. Nhưng cha muốn con biết rằng mọi hành động vâng lời, dù nhỏ bé đến đâu, đều có ý nghĩa trong vương quốc của cha.
Sự trung thành của con là một mùi hương ngọt ngào đối với cha và nó đang tạo ra một tác động vĩnh cửu. Khi con tiếp tục bước đi cùng cha, cha sẽ củng cố đức tin và ý thức về mục đích của con. Cha sẽ cho con thấy những cái nhìn thoáng qua về bức tranh toàn cảnh và cho con thấy sự vâng lời của con đang ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Hãy tin rằng cuộc sống của con có ý nghĩa và con đang tạo ra sự khác biệt, ngay cả khi con không thấy rõ điều đó. Cha luôn làm việc phía sau hậu trường, sắp xếp mọi thứ vì lợi ích của con và vì vinh quang của cha. Ngay cả khi mọi thứ không có ý nghĩa hoặc khi con đường phía trước có vẻ mơ hồ, hãy tin rằng cha đang kiểm soát và cha đang hướng dẫn từng bước đi của con. Cha sẽ không bao giờ dẫn con lạc lối hay bỏ rơi con. Con yêu quý của cha, đừng chạy theo những niềm vui ngắn ngủi của thế gian này. Đã đến lúc quay lại với cha, để cha vào hoàn toàn trong trái tim con, để con có thể cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của cha dành cho con. Khi con ở cùng cha, cuộc sống của con sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Cha sẽ chữa lành những nỗi đau sâu thẳm nhất của con và ban cho con sức mạnh để đối mặt với bất cứ điều gì. Con không cần phải đối mặt với những nỗi sợ hãi và lo lắng của mình một mình. Hãy mang chúng đến với cha khi cuộc sống trở nên khó khăn. Hãy nhờ cha giúp đỡ khi con phải đưa ra những quyết định khó khăn. Cha luôn sẵn sàng lắng nghe, bất kể thời gian nào trong ngày. Cha ở bên con từng giây phút trong cuộc đời con. Không quan trọng con đã sai lầm nghiêm trọng đến mức nào, cha ở đây để lắng nghe những lời cầu nguyện của con và tha thứ cho con. Đừng quên rằng con rất quý giá và được yêu thương. Đừng để sự xấu hổ hay hối tiếc nói ngược lại hoặc giữ con cách xa cha. Tình yêu của cha không bao giờ cạn kiệt và lòng nhân từ của cha luôn ở đó, sẵn sàng bao bọc con trong tình yêu của cha. Con sẽ tìm thấy sự yên bình, an ủi và một khởi đầu mới. Vì vậy, hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về điều này. Đừng sợ để cha vào trái tim con. Những gì ở phía trước sẽ giúp con chứ không làm hại con. Cha biết rằng cuộc sống đôi khi có thể quá sức và những thử thách có thể cảm thấy quá lớn. Nhưng hãy nhớ rằng cha luôn ở ngay bên cạnh con. Cha sẽ không để con ngã hay buông tay khi thời gian khó khăn đến. Cha sẽ chỉ cho con đường dẫn đến hạnh phúc, mục đích và những điều tốt đẹp. Hãy cho cha một cơ hội để trở thành một phần của cuộc đời con, từng phần một. Đừng bỏ qua cha hay những điều cha đang nói với con. Đừng cố gắng lấp đầy khoảng trống bên trong bằng những thứ không bền vững. Hãy tin tưởng cha, điều đó chỉ dẫn đến đau đớn và buồn bã. Thay vào đó, hãy mở lòng ra với cha ngay bây giờ và để cha thay đổi cuộc đời con. Hãy để tình yêu của cha bao bọc con, mang đến sự bình yên và niềm vui. Trong cha, con sẽ tìm thấy một tình yêu thật sự, vĩnh cửu, tốt đẹp hơn bất cứ điều gì con có thể tưởng tượng và sẽ không bao giờ rời xa con. Xin hãy mở cánh cửa trái tim con ngay bây giờ và mời cha vào. Hãy để cha luôn đồng hành cùng con, là người con quay về và ban cho con sức mạnh khi con cảm thấy yếu đuối. Đừng sợ thử và đừng để lo lắng khiến con bị mắc kẹt trong quá khứ. Không quan trọng con đã xa rời cha bao xa hay bao nhiêu lần con đã ngã, cha ở đây dành cho con. Giang tay với tình yêu, chờ con nắm lấy tay cha và bước đi cùng cha trong niềm tin, tình yêu và hy vọng. Hãy nắm lấy tay cha và con yêu quý của cha, hãy đến với cha. Cha hứa đây sẽ là sự lựa chọn tốt nhất mà con từng thực hiện. Con sẽ cảm nhận được những món quà tuyệt vời của tình yêu và lòng nhân từ của cha. Hãy lên, con yêu của cha, đừng mất hy vọng. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Hãy buông bỏ những gì đã qua và nghe tiếng cha thì thầm với trái tim con về tình yêu to lớn của cha dành cho con. Từ bây giờ, cha sẽ sống trong con, ban cho con tình yêu, sự tha thứ và phước lành. Cha yêu con rất nhiều, con yêu quý của cha. Hãy nhớ rằng không có gì con có thể làm khiến cha yêu con ít hơn hay đẩy con ra xa. Vì vậy, hãy tiếp tục tiến bước,
con yêu của cha. Hãy tiếp tục tìm kiếm cha và vâng lời tiếng gọi của cha. Cha sẽ ban cho con sức mạnh và các nguồn lực cần thiết cho mỗi ngày mới. Cha sẽ gửi những dấu hiệu xác nhận và khích lệ trên đường đi để nhắc nhở con về tình yêu và lòng trung thành của cha. Cha yêu con hơn những gì con có thể tưởng tượng. Con là đứa con quý giá của cha. Amen. Cuối cùng, nếu bạn muốn ủng hộ kênh của chúng tôi, vui lòng xem xét quyên góp bằng cách sử dụng tính năng ủng hộ. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất. Nếu bạn đồng ý với nội dung của chúng tôi, xin hãy bình luận rằng Chúa tốt lành. Cảm ơn đã xem theo dõi chúng tôi khi chúng tôi chia sẻ lời Chúa Giêsu của chúng tôi bằng cách đăng ký kênh. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo của chúng tôi. Chúa chúc lành bạn. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.